Hi, welcome back to my channel. Stats here we go. Okay. So far, the game too high. Let's go. Play solo. Gì đây? Unlocked. Không được. Vượt qua từng người một. Let's go. Chặng đường khá là xa.
Okay, about to get the show. Đội từ game đó best song thì mình sẽ vào live và mình sẽ tiến tiếp từ game này. Need for Speed Most Wanted.
mình sẽ vào lại từ cái này. Ở Fast S, let's go. Okay, let's go. Đưa luôn à? What? Đây là một tựa game cũng khá là đẹp. Cái này phải mua. Tôi chưa mua được xe này. Jesus. Let's go. He could even wreck Shinchu. Okay, let's go. Free go. Let's go.
Các bạn sẽ điều chỉnh hướng của kia sẽ dễ hơn. Và các bạn điều chỉnh là mình sẽ tìm để cái điều chỉnh đó xem như thế nào. Ok. Ở phần cài đặt. Đây, các bạn sẽ điều chỉnh cái này. Ok, và tất cả theo review reaching. Thank you.
thoát ra không thoát được à? Oh my god. Ok. Tựa game này mình cũng mới đào rap đây. Và mình cũng chưa test, không biết như thế nào đâu. Giống giống tựa game mà thế gì nhỉ? Master Rushing. Rushing Master. Ok, và tựa game tiếp theo, Traffic Stop. Kịp rồi, oh my god. Ở đây có một cái này. Đi qua được không? 4, 3, 2, 1. Oh my god. Có kịp. Wow, chỉ có một tích tắc thôi. Rồi, và tôi kết thúc cho.
Watts. Cái cầu đó có vẻ bé hơn cầu này. Chỉ cần đi sơ sẩy cái là hy sinh ngay. Khá là khoai các bạn nhá. Mình phải tính toán là sao đây. Đi bằng đường to, chỗ to là trước này. Sau đó thì sẽ dần dần. Rồi, ok. Rất là khó luôn. Thank you.